Kính thưa quý vị, Nga kỷ niệm chiến thắng trận Stalingrad, tin từ Volgograd. Ngày hôm nay, thành phố Volgograd đã làm lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Stalingrad với cuộc chiến hành quân tại quảng trường chiến binh tử trận. Theo báo chí Nga, có khoảng 20.000 người tham gia lễ kỷ niệm trận chiến tử vong lớn nhất của đệ nhị thế chiến. Trong trận chiến 200 ngày, quân Đức, quốc xã và Liên Xô giành nhau từng giao thông hào, từng tòa nhà, từng đường phố, nhiều khi giành từ phòng này cho tới phòng khác. Trận chiến trong mùa đông đã làm nhiều quân nhân Đức bị chết vì lạnh và đói, bị bao vây và thương vong vô số binh sĩ. Thủ tướng Friedrich Paulus đã bất chấp lệnh chiến đấu cho tới người cuối cùng của Hitler và đầu hàng ngày 2 tháng 2 năm 1943. Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đặc trách kỹ nghệ quốc phòng Nga cho rằng nhiều thành phố Âu Châu vẫn còn nguyên trong chiến tranh. Nhiều nước đã đầu hàng kẻ thù mạnh hơn ngay cả khi chiến tranh xảy ra, nên các thành phố vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cha anh người Nga, những thế hệ lớn hơn, đã chiến đấu tại thành phố này, giành từng tấc đất, từng con đường, từng tòa nhà. Chiến thắng Stalingrad là chiến thắng vĩ đại, chiến thắng vàng son. Hiện vẫn còn 920 cựu chiến binh Stalingrad, họ ca ngợi sự cương quyết của Stalin, đã giúp đoàn kết Hồng quân kêu gọi Tổng thống Putin phục hồi lại tên thành phố để luôn luôn nhớ tới tinh thần trận chiến này. Chính quyền thành phố Volgograd đã chấp nhận dùng lại tên Stalingrad trong ngày lễ kỷ niệm trận chiến 200 ngày đã tạo nên sự thay đổi đệ nhị thế chiến. Ngoài diễu hành, thành phố sẽ bắn pháo bông vào chiều nay, thưa quý vị.